Nửa đời người, hãy học cách thờ ơ, bình tĩnh không đấu tranh. Hãy để tự nhiên thuận theo lẽ tự nhiên, đừng luôn quan tâm đến ý kiến của người khác. Nếu không, người ta sẽ mệt mỏi cả đời. Hãy bước đi con đường của mình, tự làm tốt việc của mình, quản lý tốt người của mình. Nửa sau của cuộc đời, đó là sức khỏe, đó là